Em xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay tiếp tục là một cái video mình đi san đất vào móng nhà. Hôm nay thì tiếp tục lái con máy màu xanh mới của anh Sơn nhé các bác nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào phía bên trong cũng như là quay cái phần ở bên trong này, cũng như sau là lát nữa mình sẽ đi ra phía ngoài để lái máy xúc và để san đất. Đó. Hiện tại thì bây giờ người ta đã làm cái móng này rồi. Cái móng này nó là móng đá anh em nhé. Đấy, người ta xây ở phía bên ngoài này là cái biên giới giữa cái thềm mương với lại cái móng này là đã bấm vuông rồi, tức là vuông rồi. Đấy, đế móng thì người ta xây nó to, rất là to ra và nó hơi vát lên anh em nhé. Thì toàn bộ chỗ này thì là ngày trước thì nó là dạng như kiểu ruộng, dưới này là ruộng này. Đó, thì bây giờ nó là đất màu ở đây thôi. Thì lát nữa mình sẽ xuống để mình san hết cái đất màu ra, xong rồi phủ cái đất đấy cái lên anh em nhé. Phủ cái đất đỏ đỏ cái lên, xong là để cho các chú ý đầm. Đó. Thì hôm nay thì mình lái con màu xanh này. Đó. Bây giờ mình sẽ nhảy lên trên và đấy. Em Phú thì hôm nay cũng đi làm đây nhưng mà chưa thấy đến anh em ạ. Mình sẽ cất đấy vào đây. Chưa thấy em Phú đến gì cả. Cái này thì để một sang một ít ra đây để làm gạt qua cái đường này. Để lát nữa xe nó đi thì nó sẽ ấy, nó đỡ bị vào như cái đá học này. Cái đá học này làm đường thì nó rất là tốt anh em nhé. Đấy, xe chú Năng là đến luôn rồi đây. Thì sau cái chuyến này thì mình sẽ nhảy luôn xuống móng anh em nhé. Để đi luôn xuống móng á. Đó, ok, xe đã vào rồi. Xe bây giờ thì cái chuyến đầu tiên này bây giờ nó mới đổ mà. Ô, đổ đây. Mà cái chuyến đầu tiên này thì xe nó về rất là nhanh. Một lát nữa thì khi mà nó đi đến chuyến thứ hai ấy, thì lúc đấy bắt đầu nó mới đi chậm lại anh em nhé. Ra đây. Chú Năng, xe này xe chú Năng. Chú Năng này chú ấy đi hơi bị chậm một chút. Đây có cái viên đá nó hơi lồi lên cao quá, mình sẽ bỏ nó ra cái bên sườn này đi. Ok. Cho cái xe nó đi cho nó êm này. Ok nha. Mình sẽ nhảy xuống luôn xuống. À, cái đất màu này thì nó là đất dạng như kiểu nó bị cao su ấy anh em. Chính vì vậy là mình sẽ san nó đều nó bằng ra. Đó. Xong rồi để lát nó phủ cái đất đỏ này lên thôi. Không có là cái đất màu này nó cao su là không thể đầm được. Xuống máy mình xuống là đất nó dính vào rất là nhiều luôn. Chính vì vậy là mình sẽ hạn chế xuống anh em nhé. Chưa nào anh giật rủ. À ấy đi. Cái này anh làm phát á nhá. Ồ, nào làm à.
được, may được cái này nó khô. Nó nọ cái đất sạt đây nó ấy lắm. Đó. Mày giờ mà cháu nhảy xuống là tí nữa lên thì nữa ra đường là hỏng hết. Đi xuống cái bùn bùn này mình sẽ múc và san nó ra cho hết nó ra về bên này đi. À, chào sếp Phú. Vâng, chào thầy. Không cho nó đều nhau á. Chim đất nó dính hết vào. Thêm cái đất khô này ra. Rải thêm đất khô ra xong rồi đi ra anh em nhé. Xe nó về đây đổ thì mình cứ xúc ở đây ra thôi. Và chờ một lát thì cái đất màu này nó bán đi thì mình sẽ để cho xe nó đổ lấn dần ra. Cho bớt cái đất màu ra đây. Trồng rau thì vẫn được anh em nhé, nó là dạng nhiều đất màu của bờ ruộng. Bấm ơi, sếp Phú ơi. Để em phụ em với mỡ nhé. Nó nới bớt con này. Nới bớt con này chưa? Nới ra nó dễ. Mình sẽ lên để chọc những cái ấy mỡ này. Mình sẽ tìm một cái que anh em nhé. Hôm nọ vừa mới khen bảo dạo này em đi làm sớm lắm. Mưa à, lại mưa. Thiên tai. Nhớ một cái que nhớ. Mày nó đặt bơm bố thôi. Không có thì cháu vẫn phải bơm thôi này.
Nào thấy cái que hàn ở đâu rồi nhớ nhặt móc rồi. Vừa hôm qua em kiếm được hai cái vứt đi xe anh rồi. Ở máy của anh thì lại có rồi. Cái sắt để móc thì sắt kẹp thôi, không phải sắt que hàn. Cái que hàn này nó mềm. Để mình lâu lâu mình ngoáy cái này nè. Em bảo hôm qua em nhặt hai cây sắt, em bảo anh to hay bé? Sắt nó bằng đúng như kiểu cái móc quần áo luôn. À. Nhưng mà nắn được. Ý là mình móc vào cái chỗ treo nước kìa. Đây các bác nhá. Xe đã lại tiếp tục chở đất về đây rồi. Này nó cứ lên nó đổ vào cái lỗ ấy thôi. Đi nữa đi. Đi nữa đi. À, xe đổ lên để mình múc vào kia xong rồi mình đi ra thôi. Xe này mới là cái xe thứ tư anh em nhá. Cũng bởi vì là những cái xe kia nó đổ thì mình ấy vào đây rồi. Hả? À. Đất ướt thế. Cần mỗi áp chính nhiều đâu mà. Đấy bơm thêm vào. Áp chính rồi, mỗi cái áp chính hết rồi. Lấy cái vỏ bao rồi lau sạch nó đi. Đấy. Mở mỡ xong rồi mình xoay xoay những cái khớp kia cho nó được chân chu anh em nhé. Chờ em Phú em đi cất cái em đi cất cái ấy đi. Cất cái mơ mỡ đi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lại múc cái này thôi. Đây nó là cái đất sạt rồi anh em ạ. Con này là đất ẩm rồi. Có một lớp mỏng mỏng này rồi, đi lên thì nó sẽ đỡ bị lún hơn anh em nhá. Đi lên thoải mái luôn. Xong bây giờ san lại cái đường này để đi lên để cào lại cái đất kia. Đấy, cái chỗ này nó là đất màu rồi. Đây,
tiếp tục xúc ra nữa anh em nhé. Xúc ra để cho chú ấy, đầm ở phía bên trong này. Không cho đến lúc mà không đầm được. Đâm đi chú ơi. Đâm. Mà không luôn lắm đâu, cháu vừa đi vào rồi mà. Qua cho một hai lượt. Buộc dây vào. Chung là bản thân cái đất này nó đã ẩm rồi. Để xuống như kia. Một tí nữa là xong, bây giờ ngày gì đây chắc phải lên để cho được cái móc này cho xuống. Rồi mình sẽ cẩu cái đầm mấy số nhá. Ở cái cần cháu đưa được mà. Ở cái cần cháu đưa được mà. Đó, cẩu cái đầm này xuống để cho chú ấy đầm thực. Bây giờ mình sẽ đi lên bên trên này, quay xuống. Đấy, sẽ thử xem có đầm được không. Nếu mà đầm được thì cái lớp này coi như là được luôn. Thì cái trong này sau này nó xe nó đi. Lún đây nhỉ, có sung. Đây như chỗ này là ok này. Gặp ở chỗ kia là nó bị cao su. Đấy.
nó có vẻ là khá là ổn, nó dày anh em ạ. Chỗ kia là đất màu ở dưới nó nhiều. Chú ấy đầm ở cái khu vực này anh em nhé. Đấy, cứ quăng hết vào cái trong này sâu nhất thì phải cho đầm nhiều. Ép cái đầu nát đang làm ở phía bên kia anh em nhé. Đây đang xúc một cái đảo cái dãy mương ở kia kìa anh em này. Tít tầng xà xà, chỉnh nó rất là lâu. Thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi, mình kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại anh em ở cái video tập 2 vào ngày mai nhé anh em nhé. Đó thì công trình này làm nó cũng rất là lâu cho nên mình cũng không có thể quay trong một video được, mà mình sẽ chia nhỏ các video ra ở cả kênh máy xúc nhỏ của vỏ trái đất coi nhá. Ok, thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.